ban thờ nên đặt đèn dầu hay thắp đèn điện sẽ tốt hơn? Câu trả lời nằm ở đây. Đèn dầu là vật phẩm quen thuộc, song việc sử dụng vật phẩm này cũng có những hạn chế nhất định. Thờ cúng ông bà tổ tiên là tín ngưỡng truyền thống lâu đời của người Việt và đã trở thành một nét văn hóa đẹp. Đèn dầu trên bàn thờ là vật dụng quen thuộc và có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Ý nghĩa của đèn dầu trên bàn thờ. Lửa là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của con người từ xưa đến nay. Ngay từ những ngày đầu, tổ tiên chúng ta đã phát minh ra cách tạo lửa và duy trì nó. Đến nay, việc thắp lửa vẫn được coi là hành động tôn kính tổ tiên và nhằm duy trì truyền thống này. Nhiều người vẫn duy trì việc sử dụng đèn dầu trong sinh hoạt, đặc biệt là trên bàn thờ. Đèn dầu thờ cũng được xem như một cầu nối giữa hai thái cực âm và dương, mang đến sự bình an, may mắn, đồng thời có ý nghĩa cân bằng phong thủy cho bàn thờ. Đặc biệt, đèn thờ còn đại diện cho hành hỏa, là yếu tố không thể thiếu để không gian thờ cúng hội tụ đủ ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, nên dùng đèn dầu hay đèn điện trên bàn thờ. Hiện nay, ngày càng có nhiều mẫu mã đèn điện thay thế cho đèn dầu. Tuy nhiên, mỗi loại lại có ưu, nhược điểm riêng. Dưới đây là phần phân tích để bạn có thể tham khảo và cân nhắc. Đèn dầu thờ giúp không gian thờ thêm phần ấm cúng và mang những ý nghĩa phong thủy cũng như văn hóa dân gian. Đèn dầu truyền thống khi phát ra ánh sáng từ lửa sẽ giúp tỏa nhiệt ra không gian khiến cho bàn thờ trở nên ấm cúng hơn. Ngọn lửa từ đèn dầu giúp không gian thờ tự trở nên ấm áp hơn. Mặt khác, việc đốt đèn dầu trên bàn thờ có thể gây ra một số khuyết điểm nhất định. Đầu tiên, đèn dầu có thể dễ dàng bị đổ hoặc vỡ, gây ra nguy cơ hỏa hoạn và nếu phòng kín khiến gia chủ phải ngửi nhiều khói đèn sẽ không tốt cho sức khỏe. Thứ hai, việc sử dụng đèn dầu trên bàn thờ tất nhiên có phát thải ra một lượng khói nhất định, không thân thiện với môi trường. Cuối cùng, việc sử dụng đèn dầu trên bàn thờ cần sự am hiểu để đặt đúng vị trí cũng như số lượng. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng đèn dầu trên bàn thờ, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng đèn dầu chất lượng tốt, đặt đèn dầu ở vị trí an toàn và bảo quản đèn đúng cách để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, đèn điện trên bàn thờ chỉ mang lại ánh sáng trên bàn thờ, không thể thay thế được yếu tố hỏa. Tuy nhiên, hiện nay đa phần mọi người ít sử dụng đèn dầu đi nhiều và thay thế vào đó là đèn điện kết hợp với ngày rằm, mùng 1, lễ, Tết. Sử dụng đèn điện có thể hạn chế nguy cơ hỏa hoạn và ảnh hưởng đến sức khỏe do đốt đèn dầu. Vì vậy có thể nói, việc sử dụng đèn dầu hay đèn điện trên bàn thờ phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi gia đình. Nếu bạn đề cao các giá trị truyền thống thì đèn dầu sẽ là lựa chọn phù hợp. Và nếu bạn là một người hiện đại, muốn hạn chế những rủi ro về hỏa hoạn, là người bận rộn không thể chăm lo nhiều đến việc thờ cúng thì đèn điện là phương án tối ưu nhất. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm, tổng hợp.